tiếp sau đây sẽ được chứng kiến một màn thi đấu đầy kịch tính giữa các hàng đô đầy kinh nghiệm và đạt chức kiên tướng cấp quốc gia và một đô phong trào của địa phương ta. Đề nghị quý vị các bạn hãy lộ một tràng pháo tay thật lớn để động viên tinh thần cho đô của địa phương cũng như là đô cấp kiên tướng. Rất nhiều người đã nói ngầm với trưởng, nói ngầm với ban tổ chức là sẽ trao giải cho Thanh Tùng, cho Lê Tùng. Nếu như Lê Tùng mà thắng lợi ở trận này, khả năng là giải động viên và phần thưởng còn to hơn giải thưởng của ban tổ chức. Xin giới thiệu trận thứ hai trong chương trình giải nhất giải mở rộng. Đô Văn Vũ của Quốc Oai với trang phục đai đỏ đã nhất thắng gặp Lê Tùng của đội 2 Thọ Xuân. Điều khiển chính trọng tài Chu Thiên Trung. Hai đội chú ý nghe hiệu lệnh trọng tài trọng xe đạp. Vâng, nếu như quan sát của ban tổ chức thì thể hình và trọng lượng cơ thể khả năng là Lê Tùng có phần nổi trội hơn. Thế nhưng về đồ săn cắp, săn chắc về cơ bắp thì Lê Tùng bột hơn. Vâng, nhưng mà màn xe đài vừa rồi thì cũng thể hiện là hai đô rất cần sức cân đặt. Trọng tài chính đã ra kỳ hiệu, hai đô chuẩn bị hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Rất mong quý vị hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn động viên. Chúng ta không cục bộ nhưng mà động viên lưu phong trào. Còn Văn Vũ thì ít nhiều lên là các kiện tướng quốc gia đại là cứ năm ngày thế mà đối phương chỉ cần chút đầu ra là tự mình nằm ngửa đấy nhá. Giải nhất mở rộng này thể hiện Lê Tùng lấy giải phong trào địa phương là rất xứng đáng. Mặc dù gặp kiện tướng cấp quốc gia nhưng không hề đau đớn, vẫn thi đấu với tinh ý chí kiên cường. Lúc này đang thấy đang thuộc về Văn Vũ của Quốc Oai đã sang thao rồi. Phải nói là rất tuyệt vời. Mặc dù chuyên môn của Lê Tùng không được đào tạo, không được tập huấn sâu bằng Văn Vũ, thế nhưng qua những giây phút vừa rồi thì Lê Tùng cũng xứng đáng là ứng cử viên của giải nhất. Nếu như ở trận thi đấu này đô nào thắng cuộc cũng xứng đáng. Với một đòn trượt người, Lê Tùng đã thoát được hiểm. Và hiện nay là cô đang đau đớn. Hiện nay là Văn Vũ đang lôi Lê Tùng vào. Về thể hiện tiếng đánh thì chúng tôi chưa thấy
là Lê Tùng thể hiện bên cạnh. Thế nhưng mà về hai phía thoát hiểm của Lê Tùng bằng cách trượt người ra phía sau, thì có thể là nếu như mà nhanh tay một tí nữa thì Lê Tùng cũng có thể có một động tác rất khó để nhấc bổng Văn Vũ lên. Mời Hai Đô vào giữa thẳng trên vòng giao đấu, tiếp tục trận đấu. Văn Vũ là một đẳng hàng đô đẳng cấp hơn. Thế nhưng mà vừa qua anh thể hiện hai bên cạnh bớt vài bốn số bốc một. Nhưng ở đây là thật có đây cái bàn à. Vừa qua Lê Tùng phải chạy sớm. Vâng, và trọng tài Chu Thiên Trung cũng đã ra ký hiệu để cho Hai Đô về cái hàng đô trang bị. Đây vẫn là thời gian chính của hội, nhưng mà cả Hai Đô đều là thi đấu phá giải xong, phải thắng cả ba buổi chiều hôm nay là thắng cả ba trận thì mới được nhận giải. Cho nên về phần nào sức khỏe có phần nào cả Hai Đô đều bị giảm xuống, và thời gian này cũng là thời gian rất hạn hẹp để dành cho Hai Đô. Vì thế chúng tôi cũng chỉ dành cho Hai Đô là lau mồ hôi, lặng thì uống nước. Để đảm bảo thời gian cho bàn tổ chức, và hiện nay vâng, chúng tôi vẫn mở các đầu lèo cho các hàng đô vào đăng ký để chúng ta tranh thủ cái lèo vào tham gia phá giải. Hiện nay phá giải cũng đã đang trên bước đường 2/3 chặng đường. Mời Hai Đô vào giữa sân. Tiếp tục trận đấu. Một động tác đang nảy đây, hay là quán đây. Vâng, nếu bác đã chết thôi, rồi chẳng chút chuyện bây giờ nữa đó. Trời ơi, hai lần thứ hai. Vâng, nhưng mà thời gian chính của hội Hòa Đô tiếp tục chém chuối muộn. Vừa qua Văn Vũ vừa qua một động tác đã như nhất lên chém rồi, mà phải chém từ góc về phía trước. Vâng, chém ngang là động tác thì là ngã. Chấp
khi chờ đợi thì bộ phận âm thanh chúng ta mở lên cho quý vị thưởng thức. Hai đội bắt tay nhau tiếp tục thi đấu. Như vậy là những gì mà Lê Tùng của Thọ Xuân qua ba hiệp đấu vừa rồi đã thể hiện thì quý vị các bạn cũng đủ để thấy Lê Tùng xứng đáng lấy giải của phong trào địa phương. Đây là giải nhất, giải mở rộng. Mặc dù Lê Tùng không được tập luyện chuyên môn thế nhưng mà qua ba hiệp đấu vừa rồi thì cũng rất xứng đáng. Con đã có một, đã có một, con đã sang sau ở biên, đang tìm cách đánh vào. Thoát tim và rất là tiếc cho Lê Tùng. Đến ban tổ chức cũng rất tiếc cho Lê Tùng trong ba vừa rồi. Như vậy là Văn Vũ đã thi đấu thành công ở hai trận, còn một trận tiếp theo. Xin mời các đội. Các đội có đẹp.